Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, trên toàn cầu hiện nay có trên 80% nước thải chưa qua xử lý thải ra môi trường. Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân. Ở Việt Nam cũng như ở tỉnh Lâm Đồng, mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp, tuy nhiên vấn đề xả nước thải ra môi trường hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại bất cập trong việc xử lý. Nhân ngày nước thế giới hôm nay, 22 tháng 3, chúng ta hãy cùng nhìn lại thực trạng nước thải gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Lạt để mọi người nâng cao ý thức hơn nữa, có trách nhiệm với cuộc sống, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững hơn. Suối Cam Ly, phường 4, thành phố Đà Lạt. Không thể kể hết những loại rác thải, nước thải thải xuống dòng suối này. Đó là những tác nhân gây ra mùi hôi nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường. Nhiều năm sinh sống tại đây, cũng nhiều lần kiến nghị, nhưng nhiều hộ dân xung quanh khu vực cho biết, cứ vào thời điểm hiện nay là không thể chịu nổi tình trạng ô nhiễm môi trường. Cái này là do nguồn nước anh nhỉ? Ven suối Cam Ly này là rất hôi, tức rất ô nhiễm môi trường. Từ đường xá rồi đến nguồn nước là rất ô nhiễm. Hiện tại bây giờ là đúng các khu vực các suối nhỏ, tức là nước thải là trực tiếp chảy xuống 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 dòng suối luôn, nên là bây giờ mình thành phố, mình là thành phố xanh sạch đẹp, mà bây giờ hiện tại mà để nguồn nước như thế này thì là không thể chấp nhận được. Chính từ việc xả nước thải, rác thải xuống dòng suối Cam Ly mà trong nhiều năm qua, thắng cảnh du lịch cấp quốc gia thác Cam Ly hầu như không có khách tham quan vì ảnh hưởng của mùi hôi và rác thải. Bây giờ chị thực trạng là chị ở đây là coi như là 24 năm rồi. Là coi như thực trạng bây giờ tình hình là nước ở đây rất ô nhiễm. Coi như là về mùa mưa đó, chứ về mùa bây giờ rồi đi là không thể nào mà ngửi được. Coi như dân ở đây coi như là bị bệnh xoang huyết khét. Thác Cam Ly thì coi như là vừa rác này, vừa là nước thải này của tất cả thành phố xuống, coi như là rất là ô nhiễm. Về mùa này là không có khách. Không khác là bao so với suối Cam Ly. Tuy mới được nâng cấp xử lý, nhưng hồ đội có, một trong bốn hồ lắng nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, vẫn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Nguyên nhân chính gây nên tình trạng ô nhiễm được xác định là do lượng nước thải sinh hoạt của người dân trong khu vực này vẫn đang được trực tiếp thải ra hồ hàng ngày. Cái hồ là nó đổi thành cái màu đen rồi nó bốc cái mùi hôi, thì từ từ là càng lúc nó càng nặng hơn. Và công việc kinh doanh thì có một số khách đó là họ có đặt phòng trước, và khi họ lên đây thì họ thực sự có em có một số phòng ở phía bên dưới á, là gần hồ, thì coi như không thể nào mà họ chịu nổi, cho dù là có đóng cửa phòng thì nó vẫn có cái mùi khó chịu bay lên, cho nên là họ cuối cùng họ không có ở nữa. Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu đời sống của người dân cũng được nâng cao. Tuy nhiên, vấn đề xả rác, xả nước thải không đúng quy định hoặc thiếu ý thức sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên. Ngày 22 tháng 3 hàng năm được Tổ chức Liên Hiệp Quốc chọn là Ngày Nước Thế Giới nhằm khẳng định tầm quan trọng của tài nguyên nước, ủng hộ cho việc quản lý các nguồn tài nguyên nước. Năm 2017 với chủ đề Nước Thải nhằm hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả. Với tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước như hiện nay, thông qua mỗi hành động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới, mỗi người dân tỉnh Lâm Đồng sẽ có đóng góp thêm trong việc bảo vệ tài nguyên nước. Cái việc ô nhiễm của nguồn nước mà liên quan đến thác Cam Ly hay là một số cái khu vực của hồ Đầu Có, thì đây là cái hoạt động sản xuất của kinh doanh của các đơn vị, kể cả là các cái nhà hàng khách sạn, thì từng đơn vị người ta cũng đã có những cái nội dung để thực hiện các công trình xử lý môi trường ở đây rồi. Nhưng mà nhìn chung thì chúng tôi cũng đang tiếp tục để là nâng cấp các cái hệ thống này. Và hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới năm 2017 với chủ đề là nước thải, thì ngành tài nguyên môi trường với tinh thần là vận động nhân dân và cộng đồng dân cư là tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước, kể cả nguồn nước sông suối và các ao hồ, nhất là các hồ chứa nước, thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cái nghị định 43 của chính phủ về xây dựng cái hành lang bảo vệ nguồn nước, kể cả các cái khu vực xây dựng nông thôn mới và các cái hợp với phát triển đô thị. Thì cái nội dung này chúng tôi cũng đã xây dựng
phối hợp các địa phương và các ngành để trình Ủy ban nhân tỉnh. Cái thứ hai là chúng ta phải tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong cái việc sử dụng nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước, và cái bảo vệ rừng chính là bảo vệ nguồn nước. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Không xả rác, không xả nước thải sẽ góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Đây cũng chính là thông điệp của Ngày Thế giới nước mà tổ chức Liên Hợp Quốc mong muốn mọi người cùng chung tay thực hiện. Tổng các lần trộm, các đối tượng đã lấy gồm máy tính xách tay, điện thoại iPhone 6, 6S, Samsung Galaxy S6S, máy tính bảng và iPad cùng nhiều loại tiền khác nhau có giá trị tiền mặt trên 100 triệu đồng trong bóp của các du khách.